mang kiến thức, tức là truyền thụ kiến thức cho bà con thêm về cái cách nuôi cá, rồi để làm sao cho cái nghề cá này, nó gọi là nghề cá đi, nhưng mà đi sâu ở cá chim trắng để phát triển nhanh, để tạo điều kiện cho bà con trong cái đời sống hàng ngày. Thưa ông Quỳnh, hiện nay ở miền xuôi thì bà con nhân dân đang nuôi cá theo hai hình thức, thứ nhất là nuôi đơn, thứ hai là nuôi nhép. Vậy xin được hỏi ông là ở khu vực miền núi như là xã Hơ Băng này thì có thể áp dụng được hai hình thức nuôi đó không ạ? Và bà con ở đây theo ông thì nên nuôi theo hình thức nào để đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn? Theo chúng tôi thì cái ao ở như là cái ao nó cũng lớn, thì nguồn thức ăn nó cũng không tốt bằng ở miền đồng bằng, cho nên là chúng tôi khuyên bà con là đã nuôi chim trắng là nuôi chim thật, không nên được ghép ao nào nuôi cá truyền thống mà nuôi chăm chép thì nuôi riêng, vì cái chế độ chăm sóc riêng, cái ngưỡng oxy của nó cao cá chim trắng, cho nên là nuôi cá chim trắng này các bà con biết rồi, cá chim trắng là nó sống tập trung thành đàn và nó phát triển đồng đều, cho nên là nếu mà có cái nuôi riêng thì chăm sóc nó tốt hơn và thời gian nuôi tập trung thu hoạch là cũng tiết kiệm. Xin cảm ơn ông ạ. Thưa bà con, thì khi mà nuôi con cá chim trắng ở khu vực miền núi như thế này thì bà con nên nuôi đơn, bởi vì như vậy sẽ dễ dàng thực hiện được các quy trình kỹ thuật hơn trong việc chăm sóc quản lý đàn cá. Ở đây ông Quầy, hiện nay ao nuôi cá của gia đình anh thì anh đã thấy cá chim trắng bị mắc bệnh chưa? Tôi mới nuôi cá chim trắng một thời gian nhưng mà chưa thấy mắc bệnh gì. Ví dụ như các hộ khác mới nuôi thì nó mắc bệnh rồi, thì tôi xin hỏi các bác thì nếu nó mắc bệnh thì lấy cái phòng trị cái bệnh đấy như thế nào? Xin cảm ơn anh ạ. Thưa bà con, chim trắng cũng là một vấn đề, nếu như cá mắc bệnh thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến năng suất cũng như chất lượng của con này. Thế trả lời trước cho anh Quỳ là con cá chim trắng nó thường hay mắc bệnh vì và cách phòng chống. Thưa bà con, cá chim trắng của loài cá có khả năng kháng bệnh rất tốt. Thế nhưng nếu bà con nuôi không đúng nguồn vốn và cải tạo ao không đến nơi đến chốn, cá chim trắng mắc bệnh trùng vật vô. Bệnh trùng vàng dưa là bệnh nguy hiểm nhất đối với cá chim trắng. Nếu như cá chim trắng mà mắc bệnh trùng vàng dưa thì bà con là dùng nitrat thủy ngân để điều trị với liều lượng 0,1 ppm, tức là 0,1 gram trên 1 mét khối nước. Khi cá mắc bệnh thì bà con điều trị liên tục trong 3 ngày. Bệnh thứ hai mà cá chim trắng hay mắc là bệnh trắng da. Bà con dùng Clorin để mà phun xuống ao từ 1 gram trên 1 lít nước. Bà con cũng phun liên tục trong 3 ngày. Cái bệnh thứ ba mà con cá chim trắng có thể mắc là phổi mang. Bà con dùng thuốc chúng ta phun để phun xuống ao 0,25 gram trên 1 lít nước. Bà con phun xuống ao là 2 lần, mỗi một lần cách nhau là 2 ngày. Xin nhắc lại cùng bà con một số bệnh mà cá chim trắng thường mắc phải. Bệnh trùng quả dưa có biểu hiện miệng cá có những nốt trắng, cá bỏ ăn và chết rất nhanh. Để chữa trị bệnh này, bà con dùng nitrat thủy ngân với liều lượng 0,1 gram trên 1 mét khối nước. Bà con điều trị trong 3 ngày liên tục. Em nó hót cho bố cho con. Ôi, mà hót mà không thấy thì cái gì thế? Cá mắc bệnh là do bị thương và sống ở nhiệt độ thấp hơn 20 độ C. Biểu hiện của bệnh là vảy cá bị rụng. Trên thân có các đốm trắng, lẫn với nấm thủy ngân. Mũi chân đi, cái khi bạn ở này. Chết rất nhanh, đau chân đi. Không kịp chữa trị. Bà con nên dùng Clorin để chữa trị bệnh cho cá. Thả đẹp, cứ đả nó rồi bố. Bệnh tỉnh lang hay còn gọi là bệnh rết nang do vi khuẩn. Nguyên nhân của bệnh này là thức ăn không sạch, thức ăn dư thừa quá nhiều gây thối rữa. Biểu
biểu hiện của bệnh khi cá bị xuất huyết, các mang có lỗ thủng, cá bỏ ăn. Cách chữa trị như sau: bà con sử dụng thuốc Furazone với liều lượng là 0,25g cho một cái khối nước. Bà con gấp 2 lần xuống ăn, mỗi lần cách nhau 2 lần. Tâm sự của bà con nuôi cá chim trắng trong cái buổi trao đổi ngày hôm nay thì bà có thấy là con cá chim trắng đã từng bước nâng cao thu nhập cho bà con. Xin được hỏi trong thời gian tới tỉnh Sơn La có kế hoạch phát triển rộng cái việc nuôi cá chim trắng đến các huyện khác không ạ? Cá chim trắng sẽ là một trong những cá được bổ sung vào cái nguồn giống cá hiện nay cùng với một số loại giống khác như là cá chấm, cá chung, cá chép thì chúng ta sẽ đem lại mở ra một cái hướng rất mới và có nhiều con đã quá quen với tập quán canh tác cũ và đồng thời cái việc nuôi trồng thủy sản mới chỉ được phát triển trong thời gian gần đây. Thưa ông Quỳnh, trong thời gian tới công tác về nuôi trồng thủy sản cho bà con dân tộc thiểu số của huyện miền núi sẽ tăng cường nuôi trồng như thế nào? Chúng ta phải như quốc gia để tiếp tục đẩy mạnh và xây dựng các mô hình, tăng cường cái tập huấn để làm sao đấy nhanh chóng đưa được cái tiến bộ khoa học công nghệ và đặc biệt là các mô hình. Có giá trị kinh tế. Cái chương trình xây dựng các mô hình ứng dụng tại chỗ sẽ tập trung và có khi cả các ban và cái địa cung cấp cho các trung tâm và triển lãm nhân và truyền tải nhanh cho bà con nhân dân tiếp cận nhanh các cái công nghệ mới và các cái mô hình có hiệu quả dễ làm nhưng mà lại có hiệu quả có cái tính bền vững với cái kinh tế xã hội của một công ty sinh sản. Chắc hẳn là trung tâm phía như quốc gia sẽ kết hợp chặt chẽ với hội làm vườn để làm sao xây dựng cái mô hình VIT có hiệu quả để tăng dần mức sống cho bà con nhân dân ở khu vực miền núi. Phối kết hợp với thì chúng tôi đã phối kết hợp và tiếp tục chặt chẽ với cái chỗ chung là đào tạo cho các nhà vườn Việt Nam rồi thì cung cấp Việt Nam cái trung tâm chống thủy sản của Sơn La. Sau chuyến bay kéo dài 1.5 tiếng đồng hồ, ông Phong dành thời tiết gì? À là ăn cái lượng thì ở Tây Nguyên. Thì hiện nay rừng ở các khu vực Đắk Tô, Đắk Hà, Ngọc Hồi, thị xã Kon Tum, Sa Thầy của tỉnh Kon Tum, khu vực Măng Giang, Chư Pả, Chư Prông, Chư Xê đang ở cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Trong danh sách này là ban chỉ đạo phòng chống cháy rừng trung ương yêu cầu ủy ban nhân dân các cấp và các tỉnh rừng Tây Nguyên cần tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng đã đề ra. Trong phần dự báo thời tiết cho các vùng vào ngày mai, các bộ ngành và trung ương có sương mù nhẹ rải rác, trên chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ trời rét, nhiệt độ từ 12 đến 20 độ. Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa. Chào tất cả các trường ơi. Tôi như học tài xin chào mừng đó là ca khúc Cọc Kênh Tài Đào. Chị bạn. Vâng, đội đại học giao thông vận tải cơ sở 2 đã có câu trả lời chính xác đầu tiên trong phần ký ức âm nhạc. Đây là ca khúc Cọc Kênh Tài Đào sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên của thơ Bùi Văn Dung. Chúng ta đang nghe giai điệu của bài hát này. Nhạc sĩ Phạm Tuyên
đó là bài gửi gắm cho em cũng sơ đi bài hát được phát trên sóng. Tác giả Hồ Văn Dung đã liên hệ với nhạc sĩ Phạm Tuyên và tiếp tục gửi bài thơ thứ hai, đó cũng là gợi ý để nhạc sĩ Phạm Tuyên viết nên bài hát này. Và ở giây thứ 16, với việc trả lời đúng câu hỏi của chúng tôi, các bạn đã ghi được 20 điểm. Chúc mừng các bạn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với đĩa nhạc thứ hai, là một tác phẩm của nhạc sĩ người Đức Johann Brahms. Nên để lại cho người ta những lưu buồn, những bức họa xung khắc, nhưng cũng là nơi để đắp những kỷ niệm. Ngôi nhà của mỗi một con người đều là những ngôi nhà cổ tích. Bộ phim do Trung tâm Sản xuất phim Truyền hình Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng xem phim.